Trong hoạt động của Hội Nữ Doanh Nhân Bình Dương, điểm nhấn nổi bật là hoạt động vì cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, hội đã hỗ trợ xây cầu, khám bệnh từ thiện, xây nhà tình thương, ủng hộ các tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 10 năm 2022 đến nay, chương trình Mẹ Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương của hội đã giúp 172 trẻ em mồ côi có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng vừa là tình cảm, vừa là bổn phận và trách nhiệm mà Hội Nữ Doanh Nhân Bình Dương đang hướng đến để góp phần đem lại phúc lợi cho xã hội và nâng chuẩn mực giá trị cuộc sống của người dân trong cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Hưởng ứng chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Bình Dương đã tích cực vận động các nữ doanh nhân tham gia. Với phương châm con luôn có mẹ, sau hơn 2 năm triển khai, hội đã nhận đỡ đầu 172 trẻ mồ côi trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng bằng hình thức hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho mỗi cháu 1 triệu đồng trong thời gian từ 12 đến 15 tháng. Thấy cái hoàn cảnh của các cháu như vậy thì cũng xuất phát từ cái tấm lòng của một cái người mẹ trong gia đình. Mình đã thấy con mình nó nhỏ, nó bị bệnh thì mình cũng rất xót. Trong khi đó thì các cháu có nhiều cháu không có cha, không có mẹ sau Covid. Nếu mà đứng cương vị làm cha, làm mẹ thì ai cũng rất là xót. Chính vì vậy mà các chị em sẽ cố gắng giúp đỡ cho các cháu được bao nhiêu cháu, càng nhiều càng tốt. Nhờ vòng tay yêu thương của các mẹ đỡ đầu đã giúp nhiều trẻ mồ côi có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện tiếp tục đến trường. Mẹ rất là giúp con được đi học, về được đến trường cùng bạn bè và thầy cô, biết được nhiều bạn mới, nhiều cuộc sống mới, mở rộng hơn kiến thức để cho con bước tới con đường thành công. Con cảm thấy rất là biết ơn mẹ Yến vì đã giúp đỡ con trong thời gian vừa qua. Con rất biết ơn mẹ Hu vì mẹ Hu đã giúp cho con có thể chi được các khoản chi đến trường, trong cuộc sống, đi học và các bữa ăn ngon. Con cảm ơn mẹ Sâm giúp cho con điều kiện đi học, giúp cho con có tiền trang trải cuộc sống. Đảm việc nước, giỏi việc nhà và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã giúp nữ doanh nhân nâng cao vị thế trên nhiều phương diện. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nữ doanh nhân Bình Dương vẫn dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc kinh doanh để tạo ra nhiều giá trị phúc lợi hơn cho xã hội. Tâm và tài của họ đang song hành và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương và đất nước.